Một trong những trận cầu tâm điểm tại vòng 6 V-League 2023-24 là derby thủ đô giữa thể công Viettel và Hà Nội FC. Màn đọ sức trên sân hàng đấy đã diễn ra hấp dẫn như mong đợi. Đội bóng ngành quân đội dù nỗ lực hết sức vẫn không thể có điểm trước đối thủ già dơ hơn. Trận đấu khép lại với thắng lợi thuộc về nhà đương kim Á quân V-League. Trong video ngày hôm nay, FPT Bóng đá Việt sẽ cùng quý vị và các bạn nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý của trận derby vừa diễn ra vào tối 17 tháng 12. Trước vòng đấu thứ 6, thể công Viettel và Hà Nội FC đều không có được phong độ ổn định và chưa thể lọt vào top các đội dẫn đầu tại V-League mùa này. Đội bóng của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đứng hạng 7, trong khi thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ xếp ở vị trí thứ 9. Do đó, hai đội đều quyết tâm rất cao trong việc giành trọn vẹn 3 điểm để cải thiện thứ hạng. Bước vào cuộc đọ sức với đối thủ cùng thành phố, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh chỉ thay đổi một vị trí trong đội hình xuất phát của thể công Viettel so với trận thắng trên sân của Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu trước. Cụ thể, họ chào đón sự trở lại của hậu vệ Phan Tuấn Tài, tuyển thủ đội tuyển quốc gia, thay thế Ngọc Sơn để ra sân từ đầu. Những cái tên còn lại ở hàng thủ của đội bóng ngành quân đội gồm thủ thành Văn Phong cùng các hậu vệ Mạnh Cường, Thanh Bình và Tiến Dũng. Trong khi đó, Hoàng Đức và Đức Chiến được giao nhiệm vụ quán xuyến khu trung tuyến. Khuất Văn Khang được đẩy lên đá cao hơn trận trước để cùng Mạnh Dũng, Hoàng Minh hỗ trợ cho trung phong cắm Bruno Cunha. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Đinh Thế Nam tạo ra ba sự thay đổi với Ma Cao chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ, sát cánh cùng Tuấn Hải và Hai Long. Trong khi đó, Văn Quyết, Denison Jr. và Tăng Ghi là các mũi nhọn trên hàng công. Ở tuyến dưới, Xuân Mạnh, Thành Trung, Văn Nam và Văn Xuân sẽ án ngữ trước khung thành của thủ môn Văn Hoàng. Ngay khi trọng tài Lê Vũ Linh kết tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC đã nhanh chóng tràn sang phần sân của thể công Viettel để tấn công phủ đầu. Ngay phút thứ 2, Đức Chiến để mất bóng trước vòng 16m50, tạo điều kiện cho Tăng Ghi tung ra cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu. Pha xử lý của cầu thủ số 95 tương đối nhẹ và không mấy nguy hiểm, nhưng báo hiệu một ngày làm việc đầy khó khăn và vất vả của thủ thành Văn Phong bên phía thể công Viettel. Những gì người hâm mộ đội bóng ngành quân đội lo lắng đã sớm diễn ra. Các cầu thủ phòng ngự của họ chơi thiếu tập trung và để cho Hà Nội FC ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 11 phút bóng lăn tại hàng đấy. Xuất phát từ pha phối hợp với Denison Jr. bên cánh trái, Tuấn Hải tung đường truyền thẳng vào vòng 5m50 của đội chủ nhà. Trung vệ Bùi Tiến Dũng lúc này đã ở sát biên nên không kịp lùi về, trong khi Thanh Bình mải mê theo kèm ngoại binh Joel Tanguy. Qua đó, Văn Quyết chớp cơ hội thoát xuống giữa khoảng trống hậu vệ cánh và trung vệ của thể công Viettel. Trong tư thế thoải mái, đội trưởng của đội bóng áo tím thực hiện cú chạm bóng đầy tinh tế đánh bại thủ môn đối phương. Ở tình huống dẫn đến bàn thua này, tiền vệ Hoàng Đức đã chơi không tốt khi không có sự bọc lót cần thiết cho hàng thủ. Thủ môn Văn Phong cũng thi đấu bị động với tình huống ra vào không hợp lý, tạo điều kiện cho Văn Quyết dễ dàng tung cú dứt điểm. Có bàn thắng sớm, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam càng chơi càng tự tin. Họ tạo ra thêm rất nhiều tình huống sóng gió về phía cầu môn đối thủ. Phút 31, Văn Quyết thực hiện cú đá phạt trực tiếp. Khuất Văn Khang phá bóng không tốt, vô tình trở thành đường truyền thuận lợi cho Hai Long dứt điểm từ tuyến 2. Tiền vệ quê Quảng Ninh có nhiều thời gian để căn chỉnh cú sút. Đáng tiếc là anh vẫn đưa bóng đi không trúng đích trong sự tiếc nuối của các đồng đội. Phải tới phút 36, thể công Viettel mới có tình huống đáp trả đủ sức nặng đầu tiên. Xuất phát từ cú đá phạt của Mạnh Cường bên cánh trái, bóng được rót vào vòng cấm địa của Hà Nội FC. Trung vệ Thanh Bình đón bóng tốt, rồi tung ra đường truyền vừa vặn để Bruno tung người móc bóng điệu nghệ. Tưởng chừng sân hàng đấy sẽ được chứng kiến một siêu vòng đẹp mắt, tuy nhiên thủ môn Văn Hoàng đã không cho điều ấy xảy ra. Người gác đền của Hà Nội FC phản xạ cực hay, đẩy bóng đi hết đường biên, khiến các cầu thủ đội chủ nhà chỉ biết ôm đầu tiếc nuối. Có thể nói, người dứt điểm đã hay, người cản phá còn hay hơn. Thể công Viettel đã có những cơ hội nhưng không thể tận dụng và họ đã phải trả giá. Đội bóng ngành quân đội nhận bàn thua thứ hai ở phút 44. Xuân Mạnh chọc khe thuận lợi để Văn Quyết thoát xuống. Bất chấp tác động từ Nhâm Mạnh Dũng, thủ quân của Hà Nội FC vẫn đi bóng quá kinh nghiệm trước khi tung ra cú treo bóng như đặt cho Denison Jr. bật cao đánh đầu, đánh bại thủ môn Văn Phong. Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước hai bàn thuộc về đội bóng áo tím. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Hàng tiền đạo của thể công Viettel tạo ra một số tình huống uy hiếp cầu môn của Văn Hoàng. Tuy nhiên Bruno Cunha đã có một ngày thi đấu kém duyên khi lần lượt bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn ở phút 48 và 51. Ngoài ra, tiền vệ Đức Chiến cũng phung phí một cơ hội rõ ràng khi được thoải mái dứt điểm trong vòng cấm đội khách. Ở phía đối diện, Hà Nội FC không tấn công nhiều, nhưng mỗi lần họ lên bóng đều khiến cổ động viên của đối phương phải thấp thỏm không yên. Phút 55, Văn Quyết chọc khe thuận lợi cho Văn Xuân thoát xuống bên cánh trái. Hậu vệ số 45 vượt qua Hoàng Đức rồi tung ra cú dứt điểm chéo góc ngoài tầm với của Văn Phong. Đáng tiếc bóng lại cắt ngang khung thành đội chủ nhà mà không có tình huống tiếp ứng nào từ các cầu thủ Hà Nội FC. Quãng thời gian còn lại của trận đấu chứng kiến Hà Nội FC chủ động lùi sâu đá chắc chắn để bảo toàn tỷ số. Trong khi đó, thể công Viettel phải dồn toàn lực tấn công. Không ít cơ hội đã được đội bóng áo đỏ tạo ra, nhưng nếu không chịu thua trước sự xuất sắc của thủ môn Văn Hoàng thì các tiền đạo đội chủ nhà cũng dứt điểm ra ngoài. Điển hình là ở tình huống phút 73,
các cầu thủ đội chủ nhà phối hợp cực nhuyễn, mở ra cơ hội để Hoàng Đức băng xuống đối mặt với cầu môn đội khách. Tuy nhiên, pha dứt điểm cuối cùng của quả bóng vàng Việt Nam 2021 lại đưa bóng đi vọt lên trời. Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, thế công Viettel suýt chút nữa phải nhận trái đắng lần thứ 3. Từ một tình huống phản công nhanh, Văn Tùng truyền thuận lợi để Hai Long dứt điểm từ ngoài vòng 16m50. Cú sút của cầu thủ sinh năm 2000 đã loại bỏ thủ môn Văn Phong nhưng lại không thể chiến thắng xà ngang của đội chủ nhà. Dù không thể ghi thêm bàn thắng, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn bảo vệ thành công tỷ số 2-0, qua đó giành trọn vẹn 3 điểm trên sân hàng đẫy. Với chiến quả thuyết phục ở trận derby thủ đô, câu lạc bộ Hà Nội đã vươn lên đứng thứ 7 với 9 điểm sau 6 vòng đấu, trong khi thể công Viettel rơi xuống vị trí cũ của đội bóng áo tím là hạng 9 với 8 điểm. Ở vòng đấu tới, đội bóng của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh dự kiến sẽ gặp khó do phải đến làm khách trước đội bóng đang có phong độ cao là Maryland Quy Nhơn Bình Định. Còn Hà Nội FC chỉ phải tiếp đón đội chót bảng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho rằng việc thiếu vắng ngoại binh Jaha vì chấn thương khiến tuyến giữa của thể công Viettel không có được sự cân bằng. Sau khi bị dẫn bàn, đội bóng ngành quân đội đã cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, tạo ra một số cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng và phải trả giá. Về phần Hoàng Đức, thuyền trưởng của thể công Viettel cho biết, ngôi sao của đội tuyển Việt Nam gần đây có dấu hiệu quá tải, dẫn đến màn trình diễn đáng buồn vừa qua. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Đinh Thế Nam tỏ ra hài lòng với chiến thắng của tập thể ông đang dẫn dắt. Thuyền trưởng của đội bóng áo tím bộc bạch rằng, Hà Nội FC đã quán triệt tấn công về góc biên, khai thác nách hàng thủ của đối phương và kết quả là đầy tích cực. Ở trận derby thủ đô diễn ra vào tối 17 tháng 12, Văn Quyết chính là cái tên đã chơi nổi bật nhất. Trong bối cảnh người hâm mộ đang muốn chứng kiến màn trình diễn của hai ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu của bóng vàng 2023 là Nguyễn Hoàng Đức và Phạm Tuấn Hải, thì đội trưởng của Hà Nội FC mới là ngôi sao sáng nhất tại hàng đẫy. Không màu mè hào nhoáng mà vẫn là một phong cách thi đấu thầm lặng nhưng hiệu quả. Văn Quyết đã đóng góp một bàn thắng và một kiến tạo để mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng thủ đô. Thất bại mới đây không chỉ khiến thể công Viettel tụt hạng mà còn đặt ra bài toán nan giải với huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh về việc hàng công của đội bóng này đang chơi rất tệ. Các tiền đạo của đội bóng ngành quân đội mới chỉ ghi được 5 bàn thắng sau 6 vòng đấu, hiệu suất chưa tới 1 bàn một vòng. Con số này hiện chỉ hơn Hoàng Anh Gia Lai 4 bàn và Khánh Hòa 3 bàn trong tổng số các đội dự giải. Tính đến lúc này, ngoại binh Bruno Cunha rõ ràng chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Trong khi đó, nhạc trưởng Hoàng Đức cùng những trụ cột khác như Đức Chiến hay Mạnh Dũng đều không có được phong độ cao. Đây là điều mà huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh phải gấp rút giải quyết trong thời gian tới. Nếu không, thể công Viettel sẽ sớm bị loại khỏi cuộc đua vô địch V-League mùa này. Trên đây là tất cả những nội dung có trong video tổng hợp đánh giá sau trận giữa thể công Viettel và Hà Nội FC thuộc khuôn khổ vòng 6 V-League 2023-2024. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quan điểm của mọi người về trận đấu này là như thế nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận để cùng nhau trao đổi nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video thú vị tiếp theo trên FPT Bóng Đá Việt.